Thanh niên như người từ cõi trên đi hỏi vợ, rồi dẫn bạn gái về thế giới bên kia khiến Quyền Linh và Hồng Vân hoang mang cực độ. Bạn muốn hẹn hò tập 676 chào đón Sĩ Yên, 38 tuổi và Thùy Uyên, 32 tuổi. Chị Hồng Vân cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Yên. Chào cô gái ở thế giới bên kia. Ôi trời ơi, thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em, thế giới bên kia hết hồn. Nha. Tôi tên là Yên, tôi đã lưu lạc trên thế gian này được 38 năm. Tôi quê hương tôi là ở mảnh đất Sài Thành này. Tôi hiện tại thì tôi buôn bán tự do. Trời ơi, một cái giới thiệu quá ấn tượng ha em ha. Để tìm hiểu thêm về chàng trai kỳ lạ này, Hồng Vân đã đi sang phía hàng rào và đặt câu hỏi về ưu khuyết điểm của anh. Tôi sống thiên về tình cảm. Nên đối với tôi thì mọi giá trị vật chất là vô nghĩa. Vì như vậy nên tính cách của tôi rất là phù hợp với những người họ thiên về nội tâm. Hoặc là nếu mà họ không phải là người nội tâm thì họ cũng phải có một chút xíu gì đó tinh tế để biết được điều này điều nọ. Tôi không đòi hỏi một người phụ nữ phải thế này thế nọ quá nhiều điều. Chỉ cần họ là chính họ, họ hiểu được cuộc sống như thế nào thì đã quá tốt rồi. Tôi không cần hiểu họ, miễn họ từ họ hiểu họ được rồi. Về tình trường, Sĩ Yên cho biết anh không định được số lượng là bao nhiêu vì chúng quá nhiều. Trong khoảng bình minh của cuộc đời tôi thì tôi quen với những cô gái, tôi để lại trong những mối tình ấy rất là nhiều khiếm khuyết. Vì lúc đó tôi còn quá trẻ nên có thể những lúc ích kỷ, hẹp hòi hay là ghen tuông như thế nào đó. Sau những lần thất bại như vậy, tôi tự rút ra được kinh nghiệm rằng mình sẽ phải sống khác hơn, mình phải thay đổi rất là nhiều. Trước cách nói chuyện có phần như người trên bay của nam thanh niên, MC Quyền Linh xin Hồng Vân đổi chỗ cho mình, nhưng bà mối cũng từ chối. Về phía Thùy Uyên, cô nàng từng trải qua hai mối tình. Tiếp đến khi chia sẻ về hình mẫu lý tưởng, nữ chính cho biết cô muốn tìm người bạn trai cao trên 1m70, có công việc ổn định và không gia trưởng. Em nghĩ là người bạn trai bên kia. Tôi có thể có vài lời với bạn nữ bên kia được không? Xin mời. À, em ơi, em nói rằng em không thích có thích một người đàn ông gia trưởng đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Nếu mà một người đàn ông mà không gia trưởng thì sao mà lèo lái gia đình được? Trước tiên em xin phép nói tới quan điểm của em. Ví dụ như là khi mà anh có một cái quyết định gì đó thì anh sẽ hỏi người yêu của anh hoặc là người vợ tương lai của anh. Ừ, anh định như vậy đó, em thấy sao hoặc gì gì đó. Có sự bàn luận giữa hai người mới đi đến vấn đề, chứ không phải là từ người đó quyết định rồi từ người đó cho là mình đúng, từ người đó làm. Em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ, nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng. Sau khi hàng rào mở ra, đỉnh điểm của câu chuyện xuất hiện khi quan điểm về tình yêu của cả hai có phần lệch tông. Như hồi nãy, quan điểm của em chia sẻ là tình yêu cần phải có sự tôn trọng giữa hai người, sự chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ cho em được không ạ? Đối với anh, tình yêu là sự chấp nhận. Anh đến với em, anh nói với em rằng 1+1=3. Em không hề em cãi anh bất cứ điều gì mà em chấp nhận cái điều đó, có nghĩa là em đã yêu. Anh còn nghĩ như vậy nữa. Tại vì như thế này, cuộc sống chúng ta lúc nào cũng 1+1=2. Mà 1+1=2 nó rất là đời thường. Lúc nào nó sẽ là những cái gì đó quá thực tế, quá ư là áp lực này nọ. Nó không thể nào mà nó thoát ra được. Nhưng mà đến với anh thì lúc nào cũng là 1+1=3. Nhưng mà anh sợ rằng đối với em thì một người làm một công tác này rất là thực tế, gặp anh thì hơi sống trên mây ha, nên sợ rằng em sẽ cảm thấy không đồng điệu. Đỉnh điểm là câu nói: nếu em đang loay hoay, đang tìm lối thoát trong cuộc sống, em hãy đến với anh sẽ nâng niu em, tránh vết xe đổ người đi trước, anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Giật mình với câu nói của Sĩ Yên, MC đứng phắt dậy, còn cô gái không nói nên lời, bật cười khúc khích. Cả trường quay cũng đồng cảnh ngộ, ai nấy đều không nhịn nổi cười. Cái cách bạn này á, chắc là em đọc tiểu thuyết nhiều đúng không? Em đọc có đọc nhiều thỉnh không? Thỉnh thoảng thì tôi viết truyện. Với lại tôi làm những cái lưu bút, nhưng mà chỉ là trong tâm trí tôi thôi, tôi ít bao giờ tôi viết ra trong tờ giấy lắm. Tại vì nếu mà tôi viết ra một cái gì trong tờ giấy thì nó cũng phai tàn theo năm tháng thôi, nó cũng mục rửa đi thôi. Nhưng mà chỉ có này là còn mãi theo thời gian. Vậy tôi viết tôi đọc luôn hả? Chỉ những người nào mà tôi cảm thấy an toàn, yên tâm thì tôi mới chia sẻ đôi điều. Còn những người nào tôi cảm thấy rằng rất là khó đồng điệu, hoặc là họ có điều gì đó quá ư là thực dụng,
thì không nên. Trước chàng trai quá thú vị, MC Hồng Vân đã phải nói đỡ lời, giải thích rằng Sĩ Yên là anh chàng có nhiều tâm tư và khá nội tâm. Cách nói chuyện của anh chứa nhiều ẩn ý, nhưng hơn hết cả, anh chàng là người rất tình cảm, chân thành. Tại đối với tôi, khi mà tôi yêu là tôi yêu một cách là mãnh liệt, chứ không phải tôi yêu để một cách hời hợt hay là một cái gì đó để hợp thức hóa cuộc sống này. Không phải yêu để chỉ để kiếm một cái tờ giấy hôn thú, no. Đối với tôi là không phải, tôi phải yêu hết mình. Mà đối với em thì thật sự là tôi không thể nào tôi để một cái tình yêu tôi bay bổng với em được. Tình yêu của tôi có với em thì cũng sẽ bị giới hạn ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta hiểu được thế giới bên kia thì chúng ta bấm. Thấy chưa? 1 2 3 Cuối cùng, cả hai đã quyết định không lựa chọn nhau như dự đoán của rất nhiều người. Bình luận cho sự tham gia của Sĩ Yên khi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nhiều khán giả cho rằng anh chàng quá nghiêm túc, có đôi chút trên mây, thế nhưng trong cái rủi thì lại có cái may. Với cách tạo điểm nhấn quá đỗi ấn tượng này, anh chàng đã giúp cánh đàn ông phần nào kinh nghiệm khi hẹn hò, giao tiếp với phụ nữ. Đừng quên ấn đăng ký kênh Xin Chào TV để xem các chương trình giải trí hấp dẫn mỗi ngày.